mỗi lần đóng với nhã phương là nghĩ tới trường giang á trước khi là đã nghĩ tới rồi trước khi là đã nghĩ tới rồi ôi trời và em cũng em cũng vẫn như chị em đều nhắn tin cho phụ huynh hết em nhắn tin cho anh giang liền anh ơi sắp tới em với phương đóng gì đó anh cho em dắt phương đi ăn uống mấy ngày rồi tụi em nói chuyện với nhau để hai đứa cùng nói vô một cái câu chuyện một cái vấn đề để hai đứa tạo những cái 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 memory chung cái 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 ức chung để mà có cùng một cái màu trong suy nghĩ để khi mà cứ mỗi đến cảnh đó là mình nhắc đến ờ à, hồi xưa anh như vậy vậy là tụi em có cái ký ức cái hình ảnh trong đầu giống nhau thì đi ăn rồi hai đứa ngồi nói chuyện ngồi nói chuyện mà khóc luôn vậy tự kể ra cái câu chuyện bịa ra một cái câu chuyện hồi xưa xong tự ngấm tự khóc xong rồi về hai <cười> đứa <cười> đúng rồi rồi vừa 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 đi về rồi sẽ mở một bài hát nhạc nào đó thích chung để nghe để ngấm để có cái ký ức đó thì anh giang mới nói là ok thì mày đưa vợ anh đi đi ok đi luôn được thì anh tặng mày luôn cái nhà hàng <cười> <cười> thì thì đó thì hai đứa có đi ăn chung với nhau đồ nướng này kia đó đó rồi nói chuyện rồi lâu lâu vẫn nhắn tin và xưng tên minh anh và huy hoàng thì khó khăn là bởi vì thật ra nếu mà khó khó cho phương nhiều hơn khó cho nhã phương nhiều hơn tại vì em là vô tình thôi vô tình bạc nghĩa thôi ừ. thì nó đỡ hơn còn bà kia bà phải yêu em thật bà níu kéo em thiệt thì nó khó hơn nhưng mà trong cái xui gì có cái may bây giờ hai đứa mà kêu mà quay lại khoảng thời gian hồi xưa thấm thiết mà có cái cảnh nào tụi em phải yêu nhau thấm thiết rồi ôm hôn nhau thì nó cũng khó nữa nó khó lắm cứ mỗi lần nhìn mặt nhã phương là thấy hiện lên cái mặt ông giang cũng hơi mệt á với lại nhìn hồi xưa tụi em xây cái background làm chị báu với lại cái nhóm tụi em trong cây táo nở hoa đến bây ừ. giờ vẫn còn vẫn nói chuyện như một gia đình anh em chị tư chị ba chị Báu. nhưng mà cái mút đó nó khác nó khác ừ. mà bây giờ vẫn còn giữ đến bây giờ hết cái phim này rồi phim kia vẫn giữ mà ở phim kia không có cái nhóm nào luôn à ừ. có nghĩa là nó đậm quá rồi giờ kêu là hai đứa yêu nhau thì cũng khó lắm chị nhiều khi là nghĩ không biết phải làm sao luôn đó